Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Trên tay của Duy là một cái chìa khóa nó rất là đẹp và cực kỳ sang trọng luôn các bạn. Đây, các bạn thấy nè, đây là cái mẫu chìa khóa thiết kế mới ha. Các bạn đã thấy trên xe C-Class nè, S-Class nè. Nhưng với cái chìa khóa này đặc biệt hơn rất là nhiều. Các bạn nhìn thấy là cái kim loại ở xung quanh của cái chìa khóa thì rất là giống như là vàng hồng ha. Trên đây là có một cái logo Mercedes-Benz và có chữ Maybach, thì đồng nghĩa với việc là cái chìa khóa này chỉ dành riêng cho chiếc xe Maybach thôi các bạn nha. Có chữ Maybach ở đây thôi, nó cũng không khác gì so với là chìa khóa của xe S-Class thông thường hoặc là xe C-Class đó. Và các bạn thấy nè, mặt sau của cái chìa khóa là được ốp bằng một chất liệu nhựa màu trắng ha. Vậy thôi đó, chìa khóa này các bạn Duy nghĩ là các bạn không cần xài một cái ốp chìa khóa gì nữa hết ha. Chúng ta để như thế này thôi là nó mới đẹp và mới coi như là thể hiện được cái sự sang trọng của cái chìa khóa này các bạn nha. Và đồng nghĩa với việc là chiếc xe của chúng ta ngày hôm nay Duy muốn nhắc tới đó là chiếc xe Mercedes Maybach S680. Thì thật ra với chiếc Maybach S680 này thì Duy nghĩ là cũng đã có rất là nhiều những cái thông tin ở trên YouTube ha. Nhưng mà ngày hôm nay Duy muốn là quay lại thật là rõ, cũng như là review thật là chi tiết cái chiếc xe Maybach S680 này, với màu sơn là màu trắng ngọc trai và màu đen ở trên ha. Hai màu các bạn nha. Ok, về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy là cái chiếc S Maybach của chúng ta nó sẽ không thể nhầm lẫn với bất kỳ những cái mẫu xe nào của Mercedes-Benz hoặc kể cả những dòng xe S-Class. Đặc trưng ở đây các bạn sẽ thấy là lưới tản nhiệt là sọc đứng nè các bạn nha. Ở đây có một cái logo, có một chữ Maybach các bạn nha. Ngoài ra thì ở cái khu vực này nó sẽ là được bọc chrome màu sáng bóng luôn. Đó, có nghĩa là cái đầu xe của chiếc xe Maybach này các bạn được trang bị rất là nhiều những cái chi tiết màu chrome để làm cho cái phần đầu xe của chúng ta thêm cái phần sang trọng và lịch lãm hơn rất là nhiều các bạn nha. Thì đối với những cái dòng xe sang các bạn, càng sang trọng các bạn thì cái người thiết kế họ thông thường là họ sẽ cho vào những cái chi tiết màu chrome ha. Thì đối với những xe S thông thường thì các bạn chỉ thấy chỗ này là cái khu vực bằng nhựa thông thường thôi, nhựa đen thôi các bạn nha. Nhưng Maybach của chúng ta nè, các bạn thấy không? Về phần đầu xe thì các bạn sẽ thấy nó không thể nào nhầm lẫn với bất kỳ mẫu xe nào hết. Và với chiếc xe S Maybach 680 này lăn bánh trên đường các bạn thì Duy bảo đảm luôn, mọi ánh mắt nó phải đổ dồn về cái chiếc xe Maybach của chúng ta. Về phần đèn xe thì các bạn sẽ thấy là về đèn xe, cái phần thiết kế này các bạn nó cũng sẽ giống như trên chiếc xe S-Class, nhưng đèn pha của chúng ta là đèn pha Digital Light. Đây là đèn pha mới nhất cũng như là tiên tiến nhất của Mercedes-Benz hiện tại bây giờ đó. Và điển hình là ở trong cái đèn LED này các bạn, nó sẽ có 1,2 triệu cái thấu kính đó, để làm cho cái ánh sáng chúng ta có thể là bật tắt và có thể là chiếu vào được những cái điểm mà chiếc xe mong muốn và lập trình ha. Đó, về phần đèn xe Digital Light này thì các bạn có thể xem thêm, Duy sẽ để cái link ở trên cho các bạn xem nha. Ok, tiếp theo nữa các bạn sẽ thấy là một cái điểm khác biệt giữa cái chiếc xe S680 Maybach của chúng ta với những cái dòng xe S thông thường hoặc là bất kỳ những cái chiếc xe nào của Mercedes-Benz, là trên nắp cabo chúng ta sẽ có một cái nẹp chrome ở giữa cabo đây. Đó, thì cái phần nẹp chrome này các bạn thì nó không phải gọi là mới lạ đâu các bạn, mà là những cái chiếc xe cách đây vài chục năm về trước bạn của Mercedes-Benz thì cũng đã có cái thiết kế này rồi. Và Duy nghĩ là với cái thiết kế này các bạn thì chiếc Maybach S680 của chúng ta muốn giữ lại những cái nét đặc trưng truyền thống của những dòng xe Mercedes-Benz có từ thời xa xưa ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi sang bên hông một chút xíu ha. Chúng ta sẽ thấy cái bộ mâm của chiếc xe Maybach S680 này nó rất là đặc biệt các bạn nha. Những cái nang nó được vuốt cong như thế này các bạn, rất là yểu điệu ha. Ở bên trong là được sơn màu đen, bên ngoài là để lộ cái mặt nhôm bóng nè. Còn cái nắp chụp mâm của chúng ta các bạn thì các bạn sẽ thấy là nắp chụp mâm nó sẽ như thế này, và những con ốc bánh xe các bạn được đặt ở bên trong nè. Khi mà chúng ta lắp cái chụp mâm này lại thì chúng ta sẽ không thấy con ốc và bánh xe ha. Như thế nó cũng sẽ tinh tế hơn rất là nhiều. Lớp xe của chúng ta các bạn là cái thông số là 265/35R21. Và mâm của chúng ta là mâm 21 inch. Lớp xe của chúng ta là sử dụng lớp MOS các bạn. Nó không phải là lớp ranh lát các bạn nha. MOS có nghĩa là cái lớp xe này là cái lớp xe thông thường nhưng mà được có trang bị cách âm. Có nghĩa là bên trong lớp xe này các bạn có trang bị một lớp cách âm ha. Chứ không phải là lớp ranh lát các bạn nha. Bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau coi cái thông số của lớp sau nó có khác với bánh trước hay không ha. Trước khi đi ra phía sau các bạn thì ở đây có một cái logo V12 ha, V12 các bạn nha. Thì 680 các bạn, khi mà các anh chị khách hàng mà chọn cái chiếc xe Maybach S680 này các bạn, thì chỉ chọn mỗi cái logo V12 thôi. Bởi vì sao? Bởi vì cái chiếc xe Maybach S450 của chúng ta bạn, với cái giá là rẻ hơn phân nửa so với 680 này, nhưng hầu như là mọi cái công năng, mọi cái thiết kế gần như là giống với cái 680 này thôi. Chỉ có một vài cái chi tiết là không thể nào mà giống được thôi các bạn. Nhưng mà khách hàng mua cái chiếc xe Maybach S680 này chỉ xem vào cái logo V12 thôi. Bởi vì cái động cơ V12 này các bạn là một cái động cơ được sản xuất rất là ít các bạn nha. Rất là ít luôn, và hầu như bạn là cái động cơ V12 nó chỉ trang bị cho cái 680 này, hoặc là một vài cái động cơ chẳng hạn như là rất là đặc biệt á, thì Mercedes-Benz mới sản xuất, hoặc là AMG họ mới sản xuất cho cái động cơ 12 máy ha. Cho nên là cái giá trị của cái chiếc xe Maybach S680 này nó cũng tăng hơn rất là nhiều so với lại những cái động cơ được coi như sản xuất đại trà các bạn. Đó. Ok. Thông số của lớp sau các bạn vẫn là 265/35R21, nghĩa là kích thước của bánh sau vẫn bằng kích thước với bánh trước ha. Và lớp xe của chúng ta hiện tại được trang bị là lớp xe của hãng là Pirelli. Đây là một cái lớp xe đến từ Ý. Vẫn như những cái thiết kế truyền thống của những cái chiếc xe Maybach trước đây và Di đã cho các bạn xem ha, là cái logo Maybach nó nằm ở trên cột chữ C ha. Và cái đặc trưng nữa của cái dòng xe Maybach không thể nào nhầm lẫn với những cái dòng xe S-Class thông thường, đó là cái cửa xe của chúng ta ở phía sau. Cửa xe của chúng ta các bạn thấy nè, đây là một cái cửa vuông ha. Khi mà chúng ta đi vào đi ra ở bên trong của cái chiếc xe này thì nó rất là thoải mái. Thì cái điểm mà nhận biết giữa cái chiếc xe Maybach của chúng ta với chiếc xe S-Class thông thường là ở cái phần cái cửa này rất là nhiều ha. Đây các bạn thấy nè, cái phần cửa, bởi vì là cái khoang của chiếc xe Maybach ở phía sau bạn nó rất là dài, cho nên cái cửa được thiết kế là vuông ha. Khi mà cái người mà đi từ ở bên ngoài vào bên trong xe các bạn, nó rất là nhẹ nhàng và rất là thoải mái luôn, như thế này nè. Đó, chúng ta sẽ bước vào thôi. Đó, chúng ta sẽ không cần phải là khom người hoặc là ưỡn người các bạn thì chúng ta mới bước vào được. Thì đối với cái chiếc xe Maybach này, đây là một cái điểm mà không thể nào mà nhầm lẫn với bất kỳ những cái chiếc xe nào khác ha. Cửa xe của chúng ta nè các bạn, nhìn rất là chắc chắn và rất là đẹp ha. Một lát nữa đi vào khoang sau thì Di sẽ nói nhiều hơn về cái cửa này hoặc là cái khoang sau cho các bạn xem nha. Ok, bây giờ Di sẽ đóng cửa lại. Cửa bằng điện luôn các bạn nha. Một lát nữa Di sẽ cho các bạn xem rất là hay ở cái chi tiết cửa điện. Maybach của chúng ta thì không thể nào mà thiếu cái tính năng là đa cốp ha. Ở bên trong của cái phần cốp xe này các bạn, hiện tại là nó có rất là nhiều cái đồ của theo xe của chiếc xe này ha. Ở bên trong là có một cái tủ lạnh nè. S680 Maybach thì có tủ lạnh các bạn nha, nhưng mà Maybach S450 của chúng ta thì sẽ không có cái tủ lạnh. Ở đây thì có hai cái chi tiết là hai cái tựa bắp chân cho cái hàng ghế thương gia ở phía sau. Những cái dụng cụ đi theo xe nè, trong đây nó rất là nhiều thứ nè ha, nước hoa, tai nghe, dây cáp sạc này đủ hôm nay hết. Một cái máy tính bảng dành cho cái hành khách ngồi ở phía sau để điều khiển những cái hệ thống giải trí. Túi y tế, bộ dụng cụ là thay lốp xe thì Di sẽ để ở đây. Móc kéo xe và cái thảm của chiếc xe Maybach của chúng ta. Di sẽ cho các bạn xem cái thảm của chiếc xe Maybach nè. Cái thảm của chiếc xe Maybach S680 các bạn, nó rất là dày ha, rất là dày. Cái phần nhung của nó nè các bạn thấy không, nó rất là khác so với những cái bộ thảm thông thường. Đó, thì với cái bộ thảm này thì Di nghĩ chỉ có trên những cái xe Maybach mới có thôi. Còn những dòng xe thông thường thì họ chỉ trang bị cái thảm mỏng thôi. Thì cái thảm dày như thế này các bạn bước cái chân lên á thì nó tạo một cái độ êm, độ mềm ha, rất là sang trọng. Ok, bây giờ Di sẽ đóng cái cốp lại. Một cái chi tiết nữa rất là thú vị và chỉ có trên cái chiếc xe Maybach thế hệ mới nhất này thôi các bạn. Giờ Di mời các bạn đi qua bên này nha. Bây giờ Di muốn mở cái cửa này cho sếp của Di bước lên trên xe ha. Chúng ta chỉ việc là bấm cái nút mà mở cửa và giữ luôn. Các bạn thấy không? Thì sếp của chúng ta có thể là tự động mở cửa rồi và bước lên trên xe ha. Đó, bởi vì là xe của chúng ta được trang bị hai cái cửa sau bằng điện ha, và Di chỉ việc đẩy nhẹ cái cửa vào thôi là cái chiếc xe của chúng ta sẽ đóng cửa luôn. không cần phải đóng cửa giống như là những cái chiếc xe thông thường nữa ha. Rất là hay. Này, chiếc xe đẩy nhẹ vô nè, chỉ cần một cái lực nhẹ thôi các bạn thì chiếc xe nó hiểu là chúng ta đang muốn đóng cửa ha, và chúng ta sẽ buông cái tay ra, sẽ đóng cửa ha. Và với cái màu sơn là màu trắng ở trên, trắng ngọc trai ở dưới các bạn, và màu đen ở trên như thế này các bạn, thì cái màu sơn này chúng ta phải trả hơn 1,2 tỷ đồng cho cái phần màu sơn này không nha. Đó, đối với một chiếc xe S màu chẳng hạn như màu trắng hoặc là màu đen mà một màu thôi các bạn, thì chiếc xe này phải mắc hơn 1,2 tỷ. Với cái màu sơn thôi là các bạn thấy là mua được một cái chiếc xe nữa rồi ha. Cột chữ B ở bên hông vẫn là được mạ rôm giống như những cái chiếc xe S Maybach trước đây mà Duy đã cho các bạn xem. Khoang sau của chúng ta là cửa kính màu đen nè. Đó, khi mà chúng ta nhìn vào từ bên hông các bạn sẽ thấy là cái phần cột chữ B này nó sẽ tách cái khoang sau và khoang trước ra rất là rõ ràng ha. Nguyên cái phía sau là kính màu đen hết ha, rất là sang trọng luôn các bạn. Và với cái màu sơn trắng và đen tương phản như thế này các bạn, thì chiếc xe Maybach S680 này nó quá là độc đáo luôn, rất là tuyệt vời luôn các bạn. Thì với màu sơn này Duy nghĩ nói là có thể nói đây là cái màu sơn mà Duy thích nhất, bởi vì là với cái dòng mà hai màu này các bạn, nó có rất là nhiều cái phối màu, và với cái hai màu như thế này các bạn thì thông thường chúng ta đặt cái thời gian mà đặt xe cho cái hai màu này các bạn nó rất là lâu các bạn, lâu hơn so với cái bản một màu rất là nhiều. Đó, và cái điểm mà khó nhất giữa cái phần hai màu này các bạn, đó là cái chi tiết này, cái chi tiết ghép mí này các bạn. Thì thông thường đối với cái phiên bản trước các bạn chỉ ghép mí là chỉ có một mí thôi, nhưng mà các bạn sẽ thấy ở đây nè, nó có một mí nè, hai mí nè, tới ba mí luôn ha. Có nghĩa là cái phần giáp màu trắng này với màu đen nè, màu trắng này, màu đen này với màu trắng nè, các bạn thấy không? Đó, cho nên là cái độ khó nó sẽ khó hơn rất là nhiều so với lại cái màu sơn hai màu mà của chiếc xe Maybach trước đây. Các bạn sẽ thấy ở đây nữa các bạn, những cái đường mà nó rép mí cũng như là nó chạy các bạn thì nó thẳng tắp luôn các bạn, mặc dù đây là cái nắp xăng ha, mặc dù là đây cái nắp xăng nè. Đó, các bạn thấy là hầu như là nó sẽ không có xê dịch một ly nào hết, bởi vì nếu mà chúng ta xê dịch một ly các bạn thì chúng ta sẽ thấy nó cũng sẽ không có được tinh tế và không được đẹp đâu. Đó, nhưng mà đối với một cái màu sơn mà nguyên bản của chiếc xe này, Duy nghĩ các bạn là rất là khó để sơn ở Việt Nam mình, nếu mà xe của chúng ta nó bị có vấn đề sự cố gì ở cái phần ghép mí này ha. Rất là đặc biệt. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn xem ở khoang trước của chiếc xe Maybach S680 này. Ok, bây giờ Duy sẽ nổ máy động cơ V12 của chiếc xe Maybach S680 này cho các bạn nghe nha. Cái âm thanh mà khởi động của động cơ của chiếc xe S680 này các bạn, động cơ V12 thì nó sẽ quá là tuyệt vời luôn. Đó, chỉ cần mà khách hàng mà Duy nghĩ là những cái người mà đam mê về xe các bạn, đam mê về nói chung là về cơ khí các bạn, khi mà nghe cái tiếng máy của cái chiếc xe Maybach S680 này các bạn, nổ máy lên thì cũng đã rất là thu hút rồi ha. Và với cái tiếng động cơ này các bạn thì không thể nào nhầm lẫn được hết. Chẳng hạn như là chiếc Maybach S450 mà chúng ta gắn cái chữ mà S680 lên phía sau các bạn, thì có thể là mọi người nhìn các bạn, mọi người không thể nào mà phân biệt được, nhưng cái tiếng máy này không thể nào mà nhầm lẫn được hết ha. Chỉ cần mà chúng ta nổ máy lên thôi là chúng ta sẽ biết đây là cái chiếc xe Maybach S680 liền, bởi vì là cái động cơ V12 nó cực kỳ uy lực luôn. Tiếng nổ máy nghe rất là sướng. Một điểm nữa các bạn là chiếc xe Maybach S680 này của chúng ta được trang bị tổng cộng là 31 loa, hệ thống âm thanh vồn là 4D các bạn nha, 4D chứ không phải là 3D nữa. Và đặc biệt chỉ có chiếc xe Maybach S680 này mới có được trang bị cái hệ thống loa này. Có nghĩa là Maybach S450 cũng không có được trang bị cái hệ thống âm thanh này. Đó, và hệ thống âm thanh này tại sao gọi là hệ thống âm thanh 4D các bạn? Bởi vì là các bạn thông thường thì các bạn nghe âm thanh là 3D thôi, là âm thanh hiệu ứng chạy lòng vòng ha. Nhưng đối với cái âm thanh trên cái chiếc xe S680 này, ngoài ra thì chúng ta được trang bị một cái hệ thống mà hệ thống rung ở bên trong cái ghế này các bạn. Đó, 4 cái ghế này được trang bị cái hệ thống rung. Đó, cái nghĩa khi mà âm thanh của chúng ta phát lên kèm với cái hiệu ứng rung này thì làm cho cái phần mà cảm nhận feeling về cái âm thanh cũng như là mọi thứ giác quan ở bên trong cái chiếc xe này thì nó rất là thực tế và không thể nào mà chối cãi được. Chẳng hạn ví dụ như là các bạn xem một cái bộ phim ha, 4D, bộ phim mà hành động á, đua xe rượt đuổi này nọ ha, những cái tiếng nổ, những tiếng vang các bạn, thì nó còn kèm theo cái hiệu ứng rung nữa. Nó rất là sướng luôn các bạn nha. Đó, bây giờ Di sẽ demo cái hệ thống âm thanh 4D 31 loa này trên chiếc xe Mercedes-Benz S680 cho các bạn xem. Di sẽ vào cái phần mà này các bạn. Đây, Energizing Comfort nè. Thì chúng ta sẽ trải nghiệm cái hệ thống mà âm thanh này ha. Tại vì hiện tại là Di không có cái USB ha, cho nên là Di sẽ vào đây cho các bạn xem. Đây là một cái hệ thống mà tạo một cái sự thư giãn cho cái người ngồi bên trong các bạn. Ví dụ Di sẽ chọn ở cái phần không khí sạch ha. Soi nổi đi. Ok, Di sẽ bấm vào đây. Thì lúc này các bạn thì cái hệ thống âm thanh của chúng ta nó sẽ hoạt động, các bạn nghe nó rất là đã luôn, nó rất là khác luôn. Và Di nghĩ là từ trước tới giờ các bạn thì Di chưa bao giờ cảm nhận một cái hệ thống âm thanh, được nghe một cái hệ thống âm thanh hoặc là được ngồi vào một chiếc xe nào mà có một cái hệ thống âm thanh tuyệt vời như thế này hết. Đây các bạn thấy nè, hệ thống đèn này các bạn, hệ thống đèn viền nội thất thích ứng này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Có nghĩa là cái buổi tối của chúng ta khi mà chúng ta ngồi bên trong cái chiếc xe Maybach S-Class này các bạn, thì mọi cái giác quan, mọi cái cảm nhận, mọi cái feeling về cái chiếc xe này các bạn, nó rất là thư giãn luôn. Nó không thể nào mà có chiếc xe nào mà Di nghĩ ở trên thị trường mà nó có thể đáp ứng được giống như cái chiếc xe Maybach này hết. Đó, và Di thật sự rất là tiếc luôn là cái hệ thống đèn nội thất thích ứng này các bạn trước đây được trang bị cái trên chiếc xe S-Class tiêu chuẩn các bạn, nhưng mà đối với là thời điểm hiện tại bây giờ là cái hệ thống đèn này nó không được trang bị nữa, bởi vì là tình hình mà bị thiếu chip trên toàn cầu, thiếu chip bán dẫn các bạn, nó bị thiếu trầm trọng ha. Cho nên là đối với cái hệ thống đèn viền nội thất chủ động này các bạn, nó chỉ có trên chiếc xe Maybach thôi. Đó, hy vọng là trong tương lai các bạn thì cái tình trạng thiếu chip này nó sẽ không còn nữa, và được trang bị cái hệ thống đèn nội thất thích ứng này trên xe S-Class của chúng ta luôn. Quá là tuyệt vời các bạn. Thì thật sự bạn, cái chiếc xe các bạn chỉ cần một cái điểm nhỏ thôi các bạn thì nó cũng làm cho mình cảm thấy thích hơn và quyết định mua ngay luôn các bạn. Đó, còn phần gỗ của trên cái chiếc xe Maybach này các bạn thì chất liệu gỗ là cái gỗ chúng ta nhìn là gỗ tự nhiên ha. Chúng ta sờ vào thì chúng ta sẽ thấy là nó có những cái sớ vân gỗ luôn. Ngoài ra là ở đây nó có những cái đường sọc này các bạn. Đây là aluminium thì nó giống như bằng nhôm ha. Đó, rất là tinh tế luôn, nhìn rất là sang. Thì chúng ta sờ vào chúng ta sẽ không thấy là để là dấu tay, cũng như là không để bị dơ và hạn chế chày xước nữa ha, rất là thích luôn. Nói về phần mà hệ thống màn hình giải trí này các bạn thì nó cũng không có gì khác biệt nhiều so với lại cái chiếc S mà thông thường của chúng ta đâu. Nó chỉ có một vài cái trên chiếc S nó không có thôi. Ví dụ như nè, Di bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có cái phần mà một cái menu hiện ra. Các bạn thấy không? Menu hiện ra. Đó, nào là lớp bọc xích này nọ. Lớp bọc xích thì ở Việt Nam mà chúng ta không có xài rồi. Ở châu Âu các bạn, đường tuyết thì có thể là bọc thêm xích đó, nhưng mà không cần thiết lắm đâu ha. Đó, Duy nghĩ là không cần. Ở đây có một cái tính năng là cửa tiện nghi nè. Đó, các bạn thấy không? Duy bấm vào thì các bạn sẽ thấy hai cái cửa phía sau nó có tính năng mở cửa nè. Đó, chẳng hạn như bây giờ Duy ngồi trên xe mà Duy muốn mở cửa cho cái sếp chúng ta ngồi bước vào ha, thì chúng ta chỉ việc bấm đây, kéo qua đây nè. Đó, hoặc là Duy kéo ra nữa nó sẽ mở ra nữa. Đó, các bạn thấy không? Đó, bây giờ Duy sẽ đóng cửa lại nè. Chỉ có trên Maybach mới có mấy tính năng này thôi các bạn nha. Chỉ có trên Maybach thôi. Thì Duy chỉ cho các bạn xem những cái tính năng mà mới, những cái tính năng mà lạ, những tính năng mà rất là đặc biệt ha trên cái chiếc xe Maybach này thôi. Còn lại mọi thứ thì nó cũng sẽ không phải là gọi là xa lạ thì Di sẽ không nói ha. Ở đây thì có trang bị một cái tính năng là hiển thị thông tin trên kính chắn gió. Hệ thống hiển thị thông tin trên kính chắn gió này thì nó đã không phải là quá xa lạ nữa rồi. Ok, vô lăng của chúng ta thì nó cũng sẽ giống như chiếc xe S thông thường thôi. Những cái nút bấm hầu như là cũng sẽ tương tự y chang, không khác gì hết. Chỉ có điều ở đây chúng ta được gắn thêm một cái chữ Maybach là xong. Các bạn thấy không? Thật sự là với những cái tính năng mới như thế này các bạn thì Di còn thấy rất là bất ngờ các bạn. Rất là tuyệt vời luôn. Đó, và hầu như là rất là nhiều thứ ha các bạn. Nhìn thấy, các bạn thấy với cái tính năng đóng cửa này các bạn, giống như trên chiếc xe nào các bạn. Đó, hầu như Rolls Royce của chúng ta hầu như cũng không có cái nút cảm ứng như thế này ha. Rolls Royce chúng ta thì chỉ có cái nút như thế này thôi. Cái nút mở cửa nè. Đó, và đóng cửa. cả hai bên cái ghế thương gia đều có các bạn nha. Đó thì Duy nghĩ là Rolls Royce thì Duy cũng chưa có tìm hiểu nhiều về Rolls Royce, nhưng mà Duy thấy là Rolls Royce sẽ có cái nút đóng cửa như thế này, bởi vì là Rolls Royce là xài mở cửa mở ngược ha. Đó, nhưng mà chiếc Maybach của chúng ta lại có thêm cái tính năng là cảm ứng luôn. Bởi vì sao các bạn? Bởi vì ở trên này các bạn sẽ thấy nó có một con mắt nè, để nhận biết là cái cử chỉ của cái hàng ghế, của cái người ngồi ở cái hàng ghế phía sau ha. Và đây cũng là một cái loa trên trần của cái chiếc xe Maybach S680 này. Đó là lý do tại sao chúng ta có 31 loa ha các bạn. Thì cái loa lẻ là cái loa ở trên trần ha. Ok. Đối với cái thiết kế của chiếc xe Maybach các bạn, thì các bạn sẽ thấy là lúc nào nó cũng sẽ có một cái chi tiết mà cái này gọi là con ngựa ha, tách đôi cái hàng ghế bên trái và ghế bên phải ra. Đó, và trước đây thì chúng ta sẽ nhấn bằng cái bằng cơ các bạn, và cái thiết kế này các bạn thì Duy thấy nó liền lạc và nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Đó, nhìn nó rất là tinh tế luôn các bạn thấy nè. Đơn giản thôi, liền lạc nhưng mà nó rất là sang trọng luôn ha. Ở đây có chữ Maybach nữa nè. Chi tiết này là chi tiết để gió máy lạnh được thổi ra ha. Bây giờ Duy muốn mở cái này, chúng ta chỉ việc bấm. Đó, các bạn thấy không? Rất là đã luôn ha. Ở đây thì chúng ta có thể là để cốc ha, hoặc là ở chỗ này chúng ta sẽ có là hai cái chi tiết làm nóng và làm mát cho ly nè ha. Màu đỏ là làm nóng, màu xanh là làm mát. Vậy thôi. Ở đây cũng có trang bị một nút bấm cho người ngồi bên đây, và ở đây có trang bị một nút bấm cho người ngồi bên này. Đó thì Duy nghĩ là với cái chi tiết này các bạn thì nó cũng hơi dư thừa đó. Chúng ta chỉ cần làm một cái nút ở đây thôi ha là được rồi. Nhưng Mercedes-Benz làm hai nút cho hai người, thể hiện cái sự là coi như là ai cũng như ai ha, ai cũng có quyền được nhấn nút. Ok, cho các bạn xem nha. Chắc chắn là ở bên trong của cái tủ này chúng ta sẽ có một cái bàn gấp để làm việc. Và cái bàn gấp này của chúng ta các bạn vẫn là được gấp bằng tay ha, không phải là gấp bằng điện. Nó cũng giống như là cái phiên bản Maybach trước đây ha. Thực ra là với cái chi tiết mà gấp bàn bằng cơ này các bạn, thì Duy nghĩ là nó lại thích hơn, bởi vì là chúng ta rất là cơ động nè, rất là nhanh. Các bạn thấy không? Rất là nhanh. Duy muốn gấp lại, chỉ việc gấp lại thôi. Không có phải là lằng nhằng là bấm nút và chờ điện nó chạy lên rồi nó chạy qua ha. Rất là khó chịu. Đó thì Duy nghĩ là với cái chi tiết này bằng cơ hợp lý. Ở bên trong này có một chi tiết là sạc điện thoại không dây ha, cũng bình thường thôi, nhưng mà được trang bị tổng cộng là 4 cái USB Type-C ở bên trong này luôn các bạn. Duy không biết là tại sao Mercedes-Benz trang bị quá nhiều là USB ở trong này ha. Ngoài ra thì nó sẽ có hai cái cổng HDMI nè, để cho cái hàng ghế phía sau giải trí. Đây với cổng HDMI này thì các bạn có thể là mua những cái thiết bị mà cắm vào đây để chúng ta có thể là xem phim, xem YouTube, xem Netflix ha, xem phim mọi thứ trên cái màn hình này, giống như một cái tivi ở nhà. Và màn hình phía sau này của chúng ta chắc chắn là màn hình cảm ứng, massage nè ha, massage chắc chắn là massage rồi. 4 ghế của chúng ta đều có ghế massage hết ha. Với chi tiết massage này nó không phải là mới các bạn nha, rất là thích luôn. Ở chỗ này thì chúng ta sẽ mở cái tủ lạnh ra. Đó, ở đây cũng có nút để làm lạnh nè các bạn. Hai cái màu xanh là sẽ làm lạnh nhiều hơn ha. Một cái đèn màu xanh là sẽ làm lạnh ít hơn. Và chúng ta tắt đèn, bấm thêm cái nữa, tắt đèn. Ở đây thì có một cái logo của Maybach nữa. Khi mà chúng ta ngồi vào cái vị trí ghế này các bạn, thì nó được thiết kế ha, cái đèn viền nội thất được thiết kế ôm vào người luôn, nhìn rất là sang, rất là sang trọng luôn. Quá là tuyệt vời luôn các bạn. Thì thật ra thì với cái chiếc xe Maybach S680 này các bạn, để mà chia sẻ nhiều nữa các bạn, thì Duy nghĩ là một cái clip này không thể nào mà nói hết chiếc xe này. Đó, cho nên là phần chia sẻ này Duy sẽ tạm dừng ở đây ha. Bây giờ Duy sẽ cho các bạn xem cái động cơ của cái chiếc xe Maybach S680 này nó sẽ kinh khủng như thế nào ha. Ok. Và đây là động cơ của chúng ta, V12. Các bạn thấy nè. Đó, ở đây có hai chữ là V12 đối xứng này ha, và có một cái logo Maybach ở giữa. Động cơ V12 này là 6 lít các bạn nha, dung tích công tác là 6 lít và moment xoắn lên đến là 900 Newton trên mét và công suất là 612 mã lực. Đó thì với cái động cơ mà 612 mã lực này, nó giúp chiếc xe của chúng ta tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ mất là 4,5 giây thôi cho một cái chiếc xe to như thế này các bạn. Quá là tuyệt vời luôn. Và đây là cái động cơ V12 thế hệ mới được trang bị cho cái chiếc xe Maybach S680 này. Bởi vì sao gọi là mới các bạn? Nó được còn trang bị thêm nữa một cái motor điện 48V giúp cho cái việc khởi động động cơ và cái sử dụng cái hệ thống đề Eco Startup nó sẽ mượt mà và nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì nó sẽ còn tiết kiệm nhiên liệu hơn so với lại cái động cơ thế hệ trước của chiếc xe Maybach S650 ha. Và cái hộp số tự động của chiếc xe này là vẫn là hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic. Đó, thì để biết thêm chi tiết về cả chiếc xe Maybach S680 này hoặc là những cái dòng xe của Mercedes-Benz thì các anh chị các bạn đừng ngần ngại gọi cho Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.